nghệ sĩ hài Kiều Oanh và cuộc đời đẫm nước mắt sau sân khấu. Chị mang lại tiếng cười cho mọi người, xong bất ngờ phía sau sân khấu, chị là một Kiều Oanh luôn phải gồng mình nuốt nước mắt vào trong. Nếu gắn danh hiệu Hoa hậu đẹp nhất nhì làng hài cho nữ nghệ sĩ hài Kiều Oanh thì cũng không có gì quá đáng, bởi chị là người phụ nữ không những đẹp mà còn có phong cách tấu hài rất duyên dáng. Chị mang lại tiếng cười cho mọi người, xong bất ngờ phía sau sân khấu, chị là một Kiều Oanh hoàn toàn khác gánh nặng gia đình và tình duyên lận đận ở chị kỳ quanh người ta thấy toát lên một vẻ đẹp đầm thắm của một cô gái miền tây sông nước chị sinh ra và lớn lên ở châu đốc an giang một trong những cái nôi của vọng cổ vì thế mà từ thuở bé chị đã mê vọng cổ mê cải lương như thể nó là một điều gì đó đã ngấm sâu vào máu thịt tâm hồn chị từ cái lần đầu tiên chị cất chất chồng ngọt ngào ca một bài ca vọng cổ số mệnh đã định sẵn chị đi theo con đường xứng ca Năm 18 tuổi, một mình chị chân ướt chân ráo khăn gói lên Sài Gòn theo học trường sân khấu điện ảnh. Bơ vơ giữa phố thị, chị không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Xong chị vẫn kiên tâm với niềm đam mê của mình. Ông trời không phụ lòng người. Tài năng và nỗ lực của chị được mọi người thừa nhận khi chị đoạt thi chương vàng và giải diễn viên tài sắc với vai diễn trong vở có những tấm lòng tại liên hoan sân khấu kể lương chuyên nghiệp toàn quốc. Là con thứ 11 trong một gia đình miền quê nghèo khó, chị phải nai lưng ra làm việc mới có đủ tiền trang trải cho bản thân và gia đình nhiều miệng ăn. Số phận đưa đẩy khiến chị chuyển từ sân khấu cải lương sang gắn bó với sân khấu hài. Diễn hài đã trở thành cái nghiệp sống của chị. Sau một thời gian lao động cực nhọc, cuối cùng chị cũng dành dụm được một khoản tiền đủ mua một căn nhà. Không còn cần phải chịu cái kiếp đi ở thuê ở mướn nữa. Ngay khi sự nghiệp đang thăng hoa, chị đột nhiên theo chồng bỏ cuộc chơi. Thông tin chị kết hôn và theo chồng sang Mỹ định cư đã từng khiến nhiều khán giả yêu mến chị cảm thấy tiếc nuối hai cuộc hôn nhân kết thúc trong nước mắt ê chề nhớ lại những ngày đầu tha hương chị bảo may mắn là chị vẫn có thể tiếp tục sự nghiệp được đứng trên sân khấu song hôn nhân của chị lại đầy sóng gió và bị đẩy đến bến vò vực tan vỡ chị ngầm ngùi kể lại chồng tôi yêu tôi nhưng lại bị áp lực từ gia đình khi tôi nhận kết luận từ bác sĩ là bị bệnh không thể có con được áp lực cứ đè nặng mãi lên vai tôi và cuối cùng tôi phải đành chọn giải pháp chia tay dù rằng không muốn điều đó và tôi lại lấy nghiệp diễn làm vui dù nhiều đêm diễn hài cho khán giả cười trở về một mình tôi lại nằm khóc vì bơ vơ vì thương cho thân phận của mình rồi vì để chồng có một hạnh phúc trọn vẹn chỉ chấp nhận ra đi trong cây nắng hồi tưởng lại giây phút nói là chia tay người chồng đầu chị không ngờ mình có thể bình tĩnh đến mức như vậy rồi chị gặp được người đàn ông thứ hai của đời mình, diễn viên hài Lê Huỳnh. Cứ ngỡ cuộc đời của chị từ đây sẽ đầm mắm, thế nhưng hạnh phúc chẳng tài gan. Cuộc hôn nhân thứ hai của chị rơi vào cảnh cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Đến mức hai người phải đường ai nấy đi, thậm chí chị còn rơi vào hoàn cảnh bé bàn, bị chồng cũ bêu rếu. Rồi những tin tức chị mê trai bỏ chồng, bòn rút hết của cải của chồng, những tâm giấu nhẹm con cái, lan tràn khắp các mặt báo, chịu đủ mọi lời dèm pha cay nghiệt của người đời danh dự bị tổn hại song chị vẫn im lặng chỉ càng im lặng thiên hạ càng dị nghị nhiều hơn mãi sau này chị mới lên tiếng bảo rằng chị không bao giờ muốn lên tiếng về bất hạnh đó nữa vì tôi muốn con gái tôi luôn vui vẻ và hạnh phúc tại thời điểm bây giờ và về sau tôi không muốn khi con lớn lên lại đọc những thông tin lời qua tiếng lại của ba mẹ là một người mẹ chỉ thà chịu đựng chứ không muốn con gái sau này phải đau khổ vì mình nhìn cuộc đời của chị mới thấy phụ nữ lúc nào cũng chịu đựng nhiều hơn họ dùng hết sức lực và sức mạnh mẽ của mình để nuốt nước mắt vào trong không phải vì bản thân mà là vì con cái